Hello, xin chào các bạn nha. Thì ba cái sỉ này nó rẻ quá, thành ra cạp không, nó không ăn các bạn ơi. Em Thì thấy không ạ? hôm nay người ta quyết định là đem cái xe cuốc ra bỏ vào bên cái hầm tàu buôn bển để cuốc cho sỉ nó xốp lại để người ta cạp mới được. Thì bây giờ đây mấy anh bình cẩu đang móc để cẩu cái xe cuốc bỏ bển để cho nó cuốc sỉ cho nó xốp lên để cạp mới được nha các bạn. Mời bạn xem cảnh cổng xe cuốc qua bên chiếc tàu buôn nha. Thì người ta mướn cái chiếc ghe này ở trong bờ để chở cái dân cuốc ra đây ngoài tàu đi các bạn. Tại thì mấy anh bên cổ đang sửa cái gì nữa các bạn. Bạn thấy có một anh đang chèo cho thấy đang sửa mình cần cẩu đây bạn. Công việc ở cảng thì lúc nào cũng khá là vất vả nha các bạn. 1 2 3 cẩu lên thì chiếc cẩu đang từ từ nhóm ra đây các bạn ơi. Ồ, cái anh nó đứng chặn đó. Cẩu nặng lắm rồi, cẩu lên cái ghe nó nhóm luôn nè. Nó lộn với xe cuốc chứ. Xe cuốc này cũng là nặng cỡ khoảng mấy tấn á. Wow. Ghê vậy. Lên luôn. Rồi đã cẩu lên luôn các bạn ơi. Và lấy cái anh cẩu còn dây thì ra nó quay ngay tròn 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 cái xe cuốc luôn các bạn. Dưới một giây vậy các bạn ơi.
thì hai anh này qua bên đó để gửi con dê để ra để nó dưới con dê. Vậy cái ghe này xong nhiệm vụ rồi các bạn, cái ghe này chỉ đưa cái xe cứu cầu này để người ta cẩu qua tàu thôi. Thì ghe này chuẩn bị để lui ra để chạy vào bờ. Hiện tại mình đang ở giữa sông nha các bạn, tàu tàu sĩ đậu mình phao giữa sông để sang mạng, bạn nhìn thấy đang phao đó, phao giữa sông. Anh đang hạ cái xe cứu xuống, bỏ xuống cái hầm hàng tàu buôn đây các bạn. Do sĩ bên hầm hàng tàu buôn để ông trời nghe mình nghe thông tin này biết được là 20 ngày thành ra nó rất là rẻ, cạp không có ăn các bạn. Giờ thì đem xe cút qua bỏ qua để cho nó cạp, xe cút nó bơi lên để cho tươi xốp lên, xốp lên để cạp nó được, để tập cạp không được. Thì xà lan mình nhận từ hôm qua đây và mới khoảng chừng được khoảng 100 ngoài tấn các bạn. Giờ thì chiếc kia đang bị lui ra để chịu bởi mà. Mấy anh này đang đang sửa cái bè hầm tán sóng của chiếc tàu buôn nha các bạn. Hồi nãy mình sẽ cạp lại một con dây bảo bảnh á, khi mình lôi lên mình lôi trước cái tàu buôn luôn các bạn ơi. Mình lôi chiếc sáng nha các bạn, mình lôi chiếc sáng này nè. Cộng dây này buộc con lên cái thành là buông đó các bạn. Thì bữa nay mình vẫn ra dấu tín hiệu mình nhắm ra mình lôi. Mình lôi bên đây cộng dây nó thẳng mà nó không xả ra thành ra nó buông luôn cái tàu buông các bạn. Thì hiện tại mấy ảnh đang lấy cái dầu đùa vô để sửa lại cái nhắn và ảnh hàng lại các bạn ơi. Nãy nó bung nó sụ xuống nước rồi các bạn, anh mới lôi lên đó. Các bạn xem coi mấy anh làm cách nào để cái nhắn là để hàng lại các bạn. Thì mấy cái chân chỗ dưới nước vào các bạn thấy nó lồi ra ngoài các bạn ơi, còn dưới cái đó thành ra không có ngay ngắn chưa hành lại được. Cái anh lấy cái dầu sáng cạp để mấy anh đùa cái ngày lại, nhưng nãy giờ cũng hơi lâu rồi đùa giờ thì khỏi nửa tiếng hồ mà nó chưa vô các bạn. Thì mấy anh vẫn đang tìm cách để làm cho nó ngay lại để hàng rồi các bạn. Hiện tại có cái anh mà cái này anh đang lấy cái cảo để cảo cho nó sát vô đó, lấy dầu vọng vô mà nó không vô các bạn. Đó, các bạn thấy giọng cứng luôn các bạn, rất là cứng luôn. Thấy hình như là nó cũng ổn rồi đó các bạn ơi. Lôi nó đi nguyên ảnh là tới này luôn các bạn. Này là lỗi do mấy ảnh chứ phải lôi cho mình nha, tại vì mấy ảnh mượn mình lấy xà lan mình kéo lên cái hầm mũi nhưng mà mấy ảnh không có mở cái vòng cái lái bên đó các bạn. Nghe mình lôi một cái nó đi nguyên cái thành xà lan đó xuống sông luôn các bạn, nguyên cái thành xà lan đó nó đứt chân mấy sông cho nó các bạn thấy không, nó hở chân rồi, hiện tại nó hở chân rồi, hở hồi nãy là nó gục cái đầu cái be thành xà lan này, be thành tàu buôn be tán sóng này nó rớt xuống sông luôn các bạn. Thì mấy ảnh qua bản ảnh sửa lại. Ok các bạn ơi, giờ bản ảnh ép vô hàng rồi, xong rồi. Thank you.
cái ảnh đang đang cảo vô để hàng lại đi. Cái anh đội nón trắng là một cái, là cái anh bên cảng hay cái gì các bạn, người quản lý, anh đó bên điều độ bên cảng đó. Sửa gì nữa ta? Sửa gì nữa?